Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường và quý vị khán giả trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài trên truyền hình. Em tên là Thân Hữu Hạnh, sinh năm 1985, từ khi sinh ra và lớn lên là tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 11, nơi làm việc là tại Ủy ban dân phường 13, quận 11. Công tác hiện tại là văn phòng. Rồi, mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, em tên Nguyễn Thị Thanh Thảo, năm nay 32 tuổi, quê ở Lâm Đồng, hiện tại đang làm việc ở Sài Gòn. Em làm nhân viên kinh doanh ở Novaland. À, rồi điểm mạnh, điểm yếu của em là gì nè? Điểm mạnh của em là em cũng khá là chịu khó, năng động, tự tin. Khuyết điểm của em là cũng hơi cãi nể một chút. Rồi, ưu điểm, khuyết điểm của bạn trai? Dạ, ưu điểm của em là cầu toàn, năng động, sáng tạo, có chút thẩm mỹ. Khuyết điểm cũng cầu toàn luôn. Muốn xong việc cho nên là đôi khi cũng ôm đờm công việc, tự mình ôm đờm rồi làm không nổi, nhưng mà cũng làm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Dạ. Hôm nay bạn đến đây bạn muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Nói chung là một bạn nữ dễ nhìn, cũng không cao quá, cũng không thấp quá, khoảng chừng 1m54-55 được rồi. Tương đối vừa với em. Người phụ nữ nói vui chút xíu thì là tự nhiên. Trắng thì cũng không cần trắng quá, da ngâm cũng được. Nói chung cái gì tự nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Thích tự nhiên hơn. Dạ. Nếu mà nói là ở phụ nữ thì em thật sự rất là tự nhiên, rất là hay để mặt mộc, rất là ít trang điểm. Người cũng rất là giản dị. Nói chung là người của gia đình. Em thì có khả năng nấu ăn, chăm sóc gia đình, em nghĩ là tốt. Nhưng mà em thích người đàn ông như thế nào? Em thích người đàn ông là có tính trách nhiệm, chín chắn, trưởng thành, biết lo, biết nghĩ cho gia đình và chung thủy. Anh này anh có hết tất cả mọi thứ á, nãy giờ anh còn ôm đờm nhiều việc nữa đó. Nói chung là việc gia đình thì nấu ăn hay là làm gì việc gia đình em cũng làm được hết. Vậy là tốt rồi. Thế còn tình trường, hai bạn trải qua bao nhiêu mối tình rồi em gái? Em thì cũng đam mê công việc cho nên cũng yêu đương rất là nhạt nhòa. Em mới trải qua một mối tình cách đây 4 năm thôi. Lý do chia tay là do khoảng cách địa lý khá xa. Dạ. Nhưng bây giờ thuận tiện rồi ha. Dạ. Bây giờ mình cũng định lập nghiệp ở đây luôn đúng không em? Vâng ạ, em ở Sài Gòn. Quá tốt rồi. Bạn trai, tình trường của mình thì sao? Em cũng xin thưa là em được một mối tình cũng được 6 năm. Thì tụi em cũng dự định tiến tới hôn nhân. Nhưng mà do khoảng cách địa lý quá xa, bị một số cái vấn đề tác động cho nên tụi em chia tay. Là tổng cộng tụi em biết nhau 11 năm. 11 năm, tức là mối tình cũng rất là sâu đậm. Đó cũng đã có gia đình rồi, thì em cũng nghĩ mình cũng nên chọn cho mình một cái bạn nữ chu đáo, cầu toàn, rồi biết lắng nghe, chia sẻ. Cái điều gì em không thích ở người đàn ông? Đó là người đàn ông quá là kỳ bo với lại gia trưởng. Bây giờ nếu mà tiến tới hôn nhân thì bao giờ em sẽ có thể được? Tuổi của em cũng ổn định rồi, chỉ cần tìm hiểu thấy hợp lý thì thời gian không phải là vấn đề. Em có cần thiết ngoại hình rồi như thế nào không? Em không yêu cầu cao lắm, nhưng mà cao từ 1m65 trở lên. Ngoại hình dễ nhìn thôi. Ok. Chào bạn trai. Dạ, chào chị. Dạ, chị xinh hơn trong TV. Cảm ơn em. Dạ. Hai người này cười coi. Ý. Trời ơi, sao giống nhau dữ vậy? Cùng một bên luôn. Hai cái đăng khển. Bây giờ bao lâu thì em tiến tới hôn nhân được? Thì mọi thứ em đã chuẩn bị xong hết rồi. Thì sớm lắm rồi, em sẽ dự định là 20 tháng 10 ngày phụ nữ Việt Nam. Rồi nếu mà xa hơn nữa thì 8 tháng 3 ngày quốc tế phụ nữ. Hoặc là xa hơn nữa thì ngày này năm sau. Là có định 3 cái mốc ngày trong năm đúng không? Chị thấy cặp này xứng đôi rồi đó. Chào cô gái. Dạ. Em ghét nhất cái tật xấu gì của người đàn ông? Lăng nhăng hoặc là gia trưởng quá. Em thấy cuộc sống này cái gì cũng cần sự chia sẻ, cần cái sự đồng thuận, đồng lòng, chứ đừng một người quyết thì không hay lắm. Anh thấy hai người là về tư tưởng, về tất cả mọi thứ nó cũng ổn định, hợp nhau đó. Bên đây là một cô gái đúng quý chàng trai bên kia luôn. Rất là giản dị, tự nhiên. Quan trọng là tự nhiên nha em trai. Rồi bây giờ mình có đi với người thân, mình xin thêm ý kiến người thân nè. Em gái đi với ai? Em đi với hai em đồng nghiệp. Đồng nghiệp. Rồi xin chào em. Em chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường và các bạn trong trường quay ạ. Em là đồng nghiệp của chị Thảo. Chị Thảo là một người con gái rất là hiền, dễ thương lắm, rất là nhiệt tình. Mấy người tên Thảo ai cũng dễ thương. Em thấy anh bên đây hiền lành, có trách nhiệm, chững chạc. Em thì em thấy là anh chị rất là dễ thương, xứng đôi á. Anh chị nên cho nhau cơ hội tìm hiểu. Rồi, cảm ơn em. Trai đi với ai em? Dạ, em đi với một người bạn đồng nghiệp. Rồi, chào bạn. Tôi xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường. Thì tôi là
vừa là đồng nghiệp vừa là người bạn đồng hành với bạn Hạnh đây là cũng 17-18 năm rồi. Nhận xét cá nhân tôi á thì tôi cảm nhận được á là bạn gái bạn Thảo đây rất là hợp với bạn Hạnh. Thảo yên tâm là bạn Hạnh có đủ các đức tính bạn nói. Thứ nhất là chung thủy, cái thứ hai là bạn rất là trách nhiệm với gia đình. Thì tôi cũng hy vọng qua chương trình này hai bạn sẽ tìm được đến nhau. Bạn xin hết. Bây giờ quan trọng là hai ánh mắt nhìn nhau, những con tim có cùng chung nhịp đập hay không nha. Mở cửa rào. Cái gì mà mèo kinh tế, mèo hòa giải là cái gì? Em cảm ơn anh, em gửi anh ạ. Rồi, cảm ơn. Dạ. Anh xin tặng em hai món quà. Sao nhiều vậy anh? Em mở ra đi. Mở luôn á anh? Mở ra đi. May quá không phải mèo sống. Dạ, em cảm ơn anh, rất là dễ thương. Em trai nói ý nghĩa dạ. Cái món quà là gửi hai món quà. Đó là hai con mèo hòa giải với mèo kinh tế. Thì mèo kinh tế thì em để trong cái hộp nhỏ là bổn phận của người nam thì... nghĩ là chắc là sẽ gánh vác cái công việc của gia đình. Mèo hòa giải thì là em để cho của người phụ nữ là nó to hơn. Lý do là mình có tất cả nhưng mà trái tim của người mình yêu không có thì mình cũng khó mà thành đạt được mọi thứ. Thì mình nghĩ là như vậy. Em cảm ơn, em sẽ cố gắng. Dạ. Bạn ngồi đi. Dạ. Ngày gặp em anh thấy mình may mắn, ngọn lửa tình đã được cháy trong anh. Sau bao ngày trái tim anh nguội lạnh, em đến bên đời thắp lại lửa tình anh. Tình yêu anh tựa vạn lý trường thành, không thề hẹn nhưng chẳng hề lừa dối. Luôn bên em mỗi khi lòng bối rối, nụ cười này luôn mãi nguyện trên môi. Thảo ơi xin cho anh mượn bờ vai, tựa gầu gã vì sung sướng quá. Thảo ơi cho anh mượn nụ hôn, mượn rồi không trả đừng đòi nữa nhé. Em cảm ơn anh. Ủa nó nghe nè, bây giờ em đọc vậy em thấy cái người này có hợp trong cái thơ của em không? Hợp là hôn mà hết không anh? Tại vì nãy mượn nụ hôn đừng trả nữa. Thôi dễ thương quá. Thôi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay của hai bạn nha. Nào cảm nhận về nhau đi. Em thấy anh rất là sâu sắc và cũng rất là tình cảm. Về cái nãy giờ anh nói về em á thì nãy giờ chắc anh cũng nói nhiều rồi. Yeah. Cái tính cách, cái chia sẻ của em, cái ngoại hình thì anh rất là hài lòng, anh rất là thích. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng hài lòng về anh. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Nếu mà hài lòng thì em cho anh một cái cơ hội để anh chạm vào cái cuộc sống riêng tư của em một chút. Thì để mình tìm hiểu. Dạ. Sau đó nếu mà mình may mắn nữa thì mình tiến tới bước 2, có nghĩa là hãy là của nhau. Cảm ơn dạ. Em. Dạ, em cũng đồng suy nghĩ với anh. Dạ, cảm ơn. Cái cặp này hình như là biết nhau từ bao giờ luôn ta. Hình như có duyên từ bao giờ luôn á. Nay mình mới học được một từ là chạm vào cuộc sống riêng tư của anh. Em có đồng ý anh ấy chạm vào cuộc sống riêng tư của em không? Dạ có. Có ha, anh bấm giùm luôn coi. Trời cười cũng giống nhau đúng không ơi? Đó, hai cái răng khểnh kìa. Để ý luôn á. Thôi kỳ này hai MC bấm luôn giùm được không? Dạ được. Trời ơi. Được không em gái? Dạ được. Trời ơi được luôn hả? Đến 1, 2, 3 thì tự bấm luôn. 1, 2, 3 bấm đó. Rồi được rồi rồi nắm tay nhau đi nè. Đây các bạn thấy hợp không? Đây hiểu về trái tim, hai bạn hình như hiểu nhau lắm rồi. Nãy gì đó mượn tạm nụ hôn gì đó, mượn thiệt luôn đi. Mượn rồi không trả đừng đòi nữa nhé. Ừ đó rồi. Trời dễ thương. Rồi đây là chiếc vé xem phim gửi tặng các bạn. Dạ, cảm ơn. Cùng đạp Cinebox 212 Lý Chí Thắng được đón chào các bạn. Dạ, cảm ơn. Dạ, em cảm ơn anh chị. Đây gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Phần quà dành tặng cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp bộ TX trên toàn quốc. Gửi tặng hai bạn máy nước nóng với thương hiệu Senton, máy nước nóng với thương hiệu Atlantic với tổng phần quà trị giá là 7 triệu đồng. Phần quà đặc biệt là một chiếc smart TV cao cấp UVC TV trị giá 9 triệu đồng sẽ dành cho hai bạn nếu như hai bạn tiến tới hôn nhân. Bạn có thể kết nối Bluetooth điều khiển bằng giọng nói, đặc biệt là gọi điện thoại cho người thân ngay trên TV rất tiện lợi. Nào, hãy nắm tay đi về phường luôn. À, mời các bạn đưa hết bạn trai đúng rồi. Thì em chỉ việc nắm tay thôi. Không thấy được. Dễ thương quá quý vị. Thì cô em hiện tại đang là nhân viên chăm sóc khách hàng. À, công ty xuất nhập khẩu ở bên quận 1
không, thích trao đổi mail và điện thoại với khách. Họ và tên của chị là gì ạ? À? Chị bao nhiêu tuổi? À, dạ em tên là Hà Hoàng Hiếu. Em năm nay 30 tuổi. Mình tự giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ, điểm mạnh của em là nhiệt tình, vui vẻ và thật ngay thẳng, thật thà. Mà yếu điểm của em thì cũng hơi nhút nhát, rụt rè và cũng thẳng tính quá, là nhiều khi là không biết cách để mà lấy để mà làm vừa lòng người khác. Và hồi khi đi nóng tính nữa, là nóng tính nữa. Công việc của mình là đang làm là gì em? Dạ công việc của em là nhân viên chăm sóc khách hàng ở công ty OIA Global, là công ty chuyên về xuất nhập khẩu và mua bán những các nguyên vật liệu giày gì cho Nike. Rồi em nói một chút về đường tình duyên của mình ha, được bao nhiêu mối tình và tại sao chia tay? Dạ thực ra thì trước giờ em cũng chưa có mối tình nào nó quá gọi là quá lâu dài hay là quá rõ ràng. Thường là bởi vì em thì hơi rụt rè và nhút nhát, cho nên thường thì ít khi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài, nên nhiều khi định người khác nhìn vào sẽ không hiểu được cái cảm của em. Nhiều khi là em hay trong trạng yêu đơn phương là chính. Em tự chia sẻ hết về bản thân, đừng chờ tụi chị hỏi nha. Quan trọng câu chuyện của em là có hay không á. Nên là bản thân mình tại sao mình chưa tìm được người, rồi mình tham gia chương trình là từ đâu. Em những cái tâm tư, những cái mong muốn gì của em cứ chia sẻ trao đổi hết. Đừng chờ tụi chị hỏi, chị không có hỏi đâu. Thử cái khả năng em tự mạnh dạn em nói về bản thân mình á. Đang nói về em thôi mà. Có bao nhiêu chị cho em thời gian 5 phút để tự em nói về mình. Rồi hình mẫu em mong muốn như thế nào em cứ chia sẻ hết giùm chị ha. Thiếu thì bên chị sẽ hỏi. Alo. Alo. Ủa alo, các em dạ. Có nghe chị nói không? À dạ, dạ nó mới mất kết nối, bây giờ nó vô lại rồi chị. Thật ra thì trước đây em có đơn phương một vài mối tình, nhưng mà thường là nó không có trong mối quan hệ rõ ràng nè. Thường là do em có tình cảm nhưng mà em không dám thể hiện, cho nên thành ra là nhiều khi mình với phương đầu có thể là cũng sẽ có tình yêu là với em, nhưng mà sau đó sau khi thấy em là kiểu bỏ cống tránh và bỏ chạy, thành ra là đối phương, thành ra là nó cũng mối tình đó nó kiểu như nó bị treo luôn. Alo. Em ơi chị nói rồi, em cứ nói đi, em đừng có chờ, tụi chị vẫn đang nghe và đang ghi hình lại cho em đó nha. Dạ tại đây nó bị tắt tiếng á chị. Dạ rồi em nghe là hình mẫu, thực ra đối tượng của em là một người chín chắn, trưởng thành, bao dung, có thể bao dung được những cái khuyết điểm và những cái những cái xíu sót của em, và là người ấm áp. Ngoài về ngoại hình thì gọn gàng, sạch sẽ và nam tính là được. Còn công việc quê quán có chịu theo chồng làm dâu hay không? Dạ, công việc thì em thích một người có công việc ổn định, cầu tiến. Công việc thì tài chính ổn định, quê quán thì tại vì em quê ở Bình Định và làm việc trong Sài Gòn, cho nên là nếu như mà bạn đối phương của em ở được ở hướng từ Bình Định trở vào thì sẽ ok hơn. Dạ em xin hết ạ.
Em có tài lẻ gì dạ, không? Dạ, dạ em có tài đàn hát. Đàn gì em? Đàn thể loại gì? Dạ đàn guitar, thể loại đệm hát và thể loại cổ điển. Có tích đồ không? À, vậy là chơi lâu lắm rồi đúng không? Dạ, nhà chơi chơi cũng chơi từ nhỏ mà, nhưng mà tự chơi là chính rồi. Trời ơi, chơi từ nhỏ vậy là đàn cứng lắm à. Dạ cũng tự chơi hết chị, chứ cũng không có thầy cô gì hướng dẫn. Ờ vậy tốt mà, nếu mà ghi hình thì đem cái đàn lên chơi vài ba khúc cho người ta nghe thưởng thức, xong tình mình chơi mình phải. Rồi em hát một đoạn giùm chị đi ha. Ừ, hát một đoạn đi. Ừ, để tặng chương trình đi, hát thử cho chị nghe. Em xin hát bài Ánh nắng của anh. Rồi mời em. Từ bao lâu nay. Xin lỗi em quên lần rồi. Để em hát cái đoạn điệp khúc thôi cũng được, cái đoạn nào em nhớ em hát đoạn đó. Dạ vậy em xin hát cái đoạn điệp khúc nha chị. Sẽ luôn là người yêu em, sẽ luôn là vòng tay ấm em, sẽ luôn là người yêu em, cùng em đi đến chân trời. Lắng nghe từng nhịp tim anh, lắng nghe từng lời anh muốn nói. Vì em luôn đẹp nhất, vì em luôn là tia nắng trong anh, không xa bao giờ. Nếu mà được chọn thì chương trình có người liên lạc lại với mình ha, rồi.